Xin chào tất cả các bạn. Cái cây khế hôm bữa mình bứng cho chồng quay clip các bạn xem đó. Bữa nay nó lên quá trời luôn rồi, lùm xùm. Mấy nay công việc của bu không có làm nó các bạn. Rồi cái nó bự trơn nè. Ha, bây giờ bắt đầu mình tỉa nó bớt ra, bắt đầu mình vô dây mình định hình nó. Còn cái nào nó lớn quá chắc lẽ mình cắt các bạn. Cho lên lại nè. Ha. Mấy bữa bên nó đậy rơm mới tháo ra nè. Mà thấy nó đậy rơm nó hiệu quả mà. Bây giờ mình tháo ra mình làm. Mình làm cho bạn xem xong sạch sẽ rồi á. Là xong xuôi cái mình đậy rơm nữa các bạn. Cái cây khế này nó là mình không nên mở ra ha. Cứ đậy rơm lên trên nó chỗ này. Cho mình nuôi cho nó đầy. Nó xong hết trơn mới từ từ thả nó ra các bạn. Nó cũng quen nắng dần. Bởi vì cái mặt này là trước là người ta trồng trong lúc mình bứng đó, trong mát các bạn. Cây này nó có bóng mát nữa. Thành ra là không biết cái nắng nó nằm đâu. Mình mà để không gì là nó sẽ dột ra nó các bạn, cháy nắng á nha. Thành ra bây giờ trước mắt là mình cứ đậy nó đi. Bây giờ để mình tháo ra cho sạch sẽ cho các bạn xem. Thì cái cây này bữa hổm á, lúc trước mà mình cắt, mình nó nói các bạn là mình làm cây dáng bay nè, cắt bỏ nhiều lắm bạn. Ha, cái cây này bây giờ mình uống làm sao mà cho nó phóng cái cành ra. Ở đây cái cành lợp theo cành bay nữa các bạn ha. Rồi mình dựng ngọn ở trên bên đây nè, không có hổm cắt bỏ nhánh này nè. Thay vì ở đây mình dựng ngọn nè, bữa hổm mình nói bạn là mình cắt ngắn xuống đây nè. Nhưng mà mình cắt lấy cái đó ngọn cho nó cao một tí. Bởi vì nếu mà mình dựng cái ngọn này là cái cành phong bên kia nó cao kìa. Đó, nó vậy đó. Rồi bây giờ để cắt cho nó chống cái mình định hình đó ha. Thì đây nè các bạn, hổm hổm đem về đó là cái cây vú sữa. Bữa nay sẵn dịp quay cho bạn xem luôn cây vú sữa mà chủ lũi đó. Thì giờ bữa nay nó cũng lên nữa các bạn. Nhưng mà nó chưa có mạnh đâu, để cho mát nè ha. Các bạn cũng hỏi hoài cây vú sữa nè. Đó, thì để từ từ đi, cây vú sữa làm sao ha. Đó, cũng cái này nó cũng lên nữa các bạn. Nhưng mà chưa đâu, cái này còn để trong mát nữa. Chưa có mở ra được đâu ha. Rồi các bạn, thì các bạn thấy là cái cành này nè, là mỗi chỗ như vậy các bạn. Mình chưa một cành một à, cắt nó hết rồi ha. Mỗi chỗ mình nên chừa một cành thôi ha. Chứ mình không có để nhiều được ha các bạn. Từ cái cành đó sau khi mình uống á, thì từ một cái cành gì nè, rồi mình sẽ cho nó ra nhiều cái cành nằm trên cành đầu tiên. Vậy đó. Bây giờ thì để mình tỉa nó ra cái trước cái đi. Ở chỗ đây cái con này các bạn, mình có thể mình cho nó một cành nè, thì cái cành này nó nằm trên nhưng mà mình vẫn xài được nè ha. Bỏ cái này đi. Cái khâu mà định hình này nè các bạn là nó khó nhất ha. Đó, thì mình có thể để cái cành này nè. Cành này bỏ đi, nó khoảng cách đó, bởi vì cái này nó xa quá, mình phải chia cho nó xa xa ra ha. Đó, ở bên đây mình để cành này được nè. Thì đây nó có một cái cành nhỏ thôi bạn. Này nè, cành này nó bự quá nè. Mình dùng cái cành nhỏ này nữa mình uống qua đó các bạn, cho nó dễ uống ha. Bỏ cái này đi. Đó. Còn cái phần cuối cùng của nó thì mình giữ một cành một các bạn ha. Ở đây nó có một cái cành, nó hai ba cành đây nè, cắt bỏ bỏ đi. Đó, lấy một cành thôi ha. Còn cái này nè, mình có thể mình để nó lợp lên trên cũng được. Thì để tí mình uống này đi, vụ lợp này mình tính sao đây, khoan cắt. Đó, này là các bạn thấy là khi đi ra đó thì nó bắt trong nó ra, nó lặn đây là có một cái co nè ha, khuất tầm nhìn của mình, tầm nhìn của mình nằm trong ra đây, bắt đầu mình lắc được, lắc theo nó. Cái cạnh trên này mình cũng lắc theo nó luôn. Rồi cái này là mình có thể mình lợp theo nè, nhưng mà cái này theo mình thấy là nó lớn quá các bạn. Cái lợp này cho nó đi sau đi, mình cho cái đi cái cạnh phóng này nó đi trước ha. Đó, bên đây nó có nhánh nè, tí nữa mình uống ra. Đó, cái mà uống định hình này đó là cái quan trọng bạn. Đầu tiên nó là cái quan trọng nhất là cái khâu định hình này nè. Mình định hình trước đó thì sau này cái cây của mình nó mới đẹp hay xấu hả bạn.
Rồi tiếp theo là cái cây này, thì như cái ý ban đầu của mình các bạn thấy không, cái cây này mình sẽ tạo cho nó tay nó nằm ôm theo cái phần thân chính nó trên các bạn. Thì đầu tiên mình chảo lên tay được nè, ok ha. Cây này thì cái cây bên đây các bạn quay chụp lên đây chút xíu, cây đây mình cho nó một tay nữa nhưng mà nó cao hơn, vậy thì mình có thể mình dùng cành này cũng được hoặc cành này cũng được các bạn. Rồi trước mắt mình cắt mấy cái cành mình không hại, cành này nè nếu lấy thì nó thấp quá nè bạn, mình cho nó cao hơn cành này để nó căng xứng vô cái đoạn này nữa bạn ha. Đó, lỗ này qua được nè, thì mình cắt bỏ này đi đây nè bạn, để tí nữa mình lấy cái cây cưa mình cưa từ đây mình cưa ra giấu cái mặt cắt vô trong, mình lấy ngoài mình lấy uống ra nữa bạn ha. Một cái còn cái này nữa đó, thì các bạn thấy là nó giống như cây tử rồi đó, thì tay nó rồi mình lên tiếp đó, thì mình dùng một cái chành, mình dùng cành này các bạn, mình sẽ uống cho nó cặp theo cái phần thân chính này, thì bên đây mình bỏ đi ha. Ở đây mình có thể mình cho nó ra cái tay cũng được này, nhưng mà các bạn thấy là nó sau này mình lạng cái này cho nó đẹp ha, mình không cần thiết đâu. Đó, chủ yếu mình vô cái dây lớn mà cái này mình cần lớn, mình đi lắc qua đây rồi qua đây. Tiếp theo thì bên đây cũng là để một cây tử nhưng mà nó giống như bên thông của nó mà ha. Thì cái này á, là mình có thể mình cho nó lên hai cái tán các bạn. Bên đây á, thì tập của bên đây mình có một cây rồi nè, cây này mình tạo tán liền luôn, mình không có lên nữa các bạn ha, mình có thể mình tạo tán trực tiếp ở bên cái cây này luôn. Thì dùng cái cành này, dùng cành này đi, này mình dễ lắc hơn nữa bạn. Cái chỗ này á, thì mình có thể mình tự chọn thôi, cái nào cũng được. Cái này thì các bạn thấy nè, mình lấy đây mình sẽ lắc qua đây các bạn ha, lắc lại qua vậy nè, bởi vì cái tán mình nằm bên đây thì mình cho cái cây này mình lấy cái bên đây nè, đưa nó vô đây mình đưa ra. Ok ha. Còn cái này nữa các bạn, cái này thì mình có thể mình tạo cái tán ở bên đây nè, bên đây một tán nè, rồi đồng thời thì cái này cái ngọn của nó mình cho nó lên, nó nằm trên này nữa các bạn, tí nữa mình lắc qua đây ha, để trong bỏ đi rồi là được hai tán. Thì ngay cái chỗ đây mình có thể mình chườm giữ cái lên tán cũng được ha. Rồi tiếp theo thì ở trong này là trong toàn bộ mấy cái này nó là cái thông của nó so với cành bay bên bển đó, ở đây mình có thể mình lấy một chi cành được ha. Đó, một chi cành ở đây, một chi cành tiếp theo nữa bạn. Thì hai nhánh này mình lấy một cái thôi, cho nó hơi lên cao so với hai này cho nó cao thấp tí đi. Lấy đây gì đều được các bạn ha. Đó. Rồi tiếp theo ở đây mình có thể mình tạo một tán đây nó được nữa bạn. Đó, lấy cái nhà này tạo đi. Rồi lên trên thì đúng ra đây nó phải có một tán nè, giữa hai này các bạn. Dưới đây mình có một tán rồi, nhưng mà nó hơi cao quá cho nên nó không có nhánh nào, thấy không? Thì thất bại chỗ đây nè. Thì để mình cắt cái đợt này có, ở đây nó có tạo miếng này cho nó có thẹo quá, nếu mà nó đâm được đây nhánh nữa mình lấy đây nhánh càng tốt, đây cũng được. Này do là mình không có cắt tỉa mấy bữa trên đây đó, nếu mình cắt tỉa nó sẽ lên đó bạn. Rồi này thì mình có thể mình lấy cái nhánh trên này nè, bỏ này đi. Rồi cơ bản là nó xong các bạn, giờ mình để mình vô dây, cơ bản là mình ở đây nhánh đó chứ. Đây á thì nếu mình vừa làm cái cành bay lọt theo mình bay đó các bạn, vừa là tay cành luôn, hai cái ha, mình đưa cái tay ra đây xong rồi mình phóng bên đó nhánh các bạn. Ở đây mình tạo cái độ cao thấp đây nè, bỏ nhánh lớn này lấy nhánh nhỏ mình dễ phóng hơn ha. Đó. Thì bạn thấy mình ra cái tay cạnh ở đây thì cái tay này mình phóng qua đây các bạn. Đó này. Cắt hơi phạm tí nha. Rồi giờ vậy xong rồi đó, nãy giờ mình giải thích biết các bạn có hiểu không, đây để mình giải thích lại thêm một lần nữa cho bạn hiểu, rồi xong cái mình vô dây nổ ha. Đây thì các bạn thấy xét về tổng thể á thì cái ngọn mình cho nó bạn nó sẽ bay qua đây, cái hình tam giác nằm bên đây các bạn, cái tam giác nó một bên ngắn bên dài nè, bên dài nè, bên ngắn. Thì trên cái cành bay đó mình sẽ làm nhiều cái cành lọt trên cành bay, đồng thời lấy cái cành
của trong thân chính người ta mình bay theo, thay vì nó dính liền với nhau các bạn. Nhưng mà cái cây nó không được như ý mình, nó không liền giữa cái cành này với cái ngọn kìa. Thiên nhiên nó vậy nè, thành ra mình dùng cái rời mình vẫn làm được các bạn, mình phóng theo. Đây cũng có cành phóng theo. Rồi ở trên đó là cái phần ngọn đó các bạn. Thì nữa mình có thể mình nó trên đó nữa, mình cắt chống ra thì thế nào nó cũng có cành nó, mình rớt xuống để mình phóng theo luôn. Còn cái mặt ở đây thì mình đã giải thích rồi. Nó vừa giống như cái cành đối trọng mà nó vừa giống như cây tử các bạn. Ha. Đó. Cây tử nhưng mà nó có cành đối trọng với cành bay. Tức là cành bên đây, cành đây. Đó. Đơn giản như bạn, đây mình có thêm lấy cành nữa nè. Ha. Thì đầu tiên á mình phải định hình nó vậy. Đầu tiên là mình phải định hình cắt cái cây trước bạn. Cắt cây trước, sau đó rồi mình nó lên rồi mình y như cái lúc mà mình nghĩ trong đầu mình cắt. Mình mới làm ra được cái cây các bạn. Thì cái lúc trước thì mình không giải thích các bạn nhiều. Làm clip đó thì nhiều khi thì mình nghĩ các bạn cũng hiểu rồi, thành ra là cũng có rất nhiều bạn hỏi mình đó. Cái cách mà định hình cây thì mình cũng làm nhiều cái clip này. Thì bữa nay mình làm cái clip này là nó nói chung là chi tiết hơn các bạn ha. Mình cố gắng mình giải thích các bạn dễ hiểu nhất, vừa nhanh vừa dễ hiểu các bạn ha. Rồi bây giờ theo mình nghĩ nãy giờ mình nói cũng nhiều, để mình vô dây nổ ha. Thì đầu tiên á là mình uống cái cây nhánh bài trước, nhánh mà dài nhất uống trước, cành dài nhất hoặc là cành thấp nhất làm uống trước. Thì hôm nay mình không có cái dây đen hết, còn cái dây này là dây đồng đó rồi. Dây này là nhôm mạ đồng nha bạn, nhôm mạ đồng chứ không phải là dây đồng đâu nha các bạn. Cái nhôm mạ đồng này thì nói chung là cũng được, nhưng mà so với dây đen thì nó không bằng các bạn. Nhôm mạ đồng thường nó cứng hơn, nó không được dẻo bằng cái dây nhôm đen các bạn. Nhôm đen thì nó giống như là cái dây chuyên dùng mà, chuyên dùng để uống cây các bạn. Còn cái nhôm mạ đồng này là giống như là mình té thôi. Nhôm mạ đồng này thôi mình biết là dây để mà quấn motor gì đó ha. Đó thì các bạn uống cái nhánh này là cái nhánh giống như là cái tay cành của nó nè. Mình lắc co xong là mình cắt luôn các bạn. Cái này mình chưa có thả rừng đâu. Đầu tiên giống như là mình uống cái tay cành của nó nè ha, tay cành nó xong mình cắt để mình tạo tán các bạn. Đấy các bạn, thì cái nhánh này lúc mình cắt mình chừa nó hơi dài nè, để cho nó đâm đâu mình cũng lấy được hết á. Thì cái này nó đâm đây mình lấy cái này nè. Thì mình cắt từ đây nó qua luôn các bạn.
Đây các bạn, cái cây này nè, cái phần nhánh mà nó nằm ở trên cái phần thân của cái cây của cành bay các bạn, thì đây nó có, mình lấy một cái này, đây mình lấy cái, thì cái này mình không nên hạ thấp các bạn, mình sẽ cho nó cao hơn cái này. Nhưng các bạn thấy là nếu mà mình lấy cao nữa không được các bạn, cao nữa nó dướng này, thành ra mình làm sao mình chia cho nó so lại các bạn ha. Đó là cái phương pháp làm thì mình uyển chuyển nó thôi, chứ không có nhất thiết là mình phải lấy chỗ nào các bạn ha. Có khi mình có phải mình uyển chuyển cao thấp vậy đó. Cái này thì mình cứ vô dây mình uống tự do các bạn, đừng có sợ nó bị hư cây, làm sao uống cho nó được có chết là được, bởi vì nó mình còn cặn nó cặn nó đâm ra nữa các bạn, đâm ra nhiều cái nhánh nó để mình uống, thành ra khi mình uống xuống thì nó sẽ đâm ra, chủ yếu mình lắc sao cho nó đừng có chết nhánh nó được ha. Cái này mình vô cái dây lớn mình uống nó nè, do là cây nó lớn quá ha. Thì đầu tiên á mình nên lắc vô trong các bạn nên dắt vô phía trong đó. Xong lắc trở ra cho nó phóng ra ngoài ha. Đó, mà thấy khi mình uống mình dặn dặn theo thì cái cây nó sẽ không bị chết nhánh ha. Mà đồng thời mình cắt bỏ cái phần ngọn nó đi, như mấy nhánh nhỏ mình có thể mình gãy ngọn được, nhánh lớn mình nên cắt thì nó sẽ không bị chết nhánh các bạn. Rồi thì tí nữa mình sẽ có một nhánh đây, thì giờ cái nhánh này các bạn mình có thể mình để ở chỗ đây được nè, nhưng mà mình thường chia sẻ bạn qua cái vụ này nè, để mình vô dây mình nói bạn xem cái này mình nên vô cái dây nhỏ mà uống hai dây nè. Cái chỗ đây thì mình nên có ý nè các bạn, khi mình vô khi mình uống á thì bởi vì chỗ đây là cái chỗ cái tầm nhìn của mình đó bạn, ra mình có thể mình uống làm sao mà cho nó đừng khuất cái tầm nhìn của mình. Để sau này cái cành nó lớn lên á nó sẽ chổi vô cái tầm nhìn của mình ha, cái này quan trọng các bạn. Thành ra ngay từ đầu mình phải nè, các bạn thấy đây, nếu mà mình uống ra liền là nó xỉa vô người mình, né nhánh này á, đầu tiên mình có thể mình lắc nó vô ha. Lắc nó vô các bạn, xong mình lắc cho đây. Thì cái cành này nó là cái cành lọt theo cái cành dưới nữa bạn ha. Rồi tiếp theo thì cái cành trên này cũng vậy nè, cành trên này á, chỗ đây bây giờ nó đang trống nên nó không có nhánh gì trên này. Hồi nãy nó có một cái nhánh bự mình bỏ với mà chỗ đây là mình quên, chỗ đây là cái chỗ mình cắt thẹo tạo thẹo cho nó có cái nhánh theo này. Bây giờ trước bắt mình cũng uống cái nhánh này theo cái co này nữa bạn, cũng đi cái co này mình lên trên cao một tí này ha. Ở đây thì mình uống ra sao rồi đó, tức là khi mình vô thì mình cứ lắc làm sao mà cho nó chia đều ra các bạn, những cái chỗ nào mà nó không có nhánh thì mình lắc lên để sau này nó kính tàn mà không bị hở ha, là được. Nói chung cái cây của mình thì mình không có như là một cái cây bài các bạn, cái cây bài dở thì bắt buộc cành nhánh phải nằm ở đó, không cho phép mình đi chỗ khác đâu. Đây thì mình không cần thiết ha, đó, làm sao mà mình làm mà cho sau này nó tổng thể là nhìn đẹp là được ha. Đó, cái này mình không cho, mình không có dựng lên vậy nhé bạn, mình sẽ uống ngang ngang nó qua để sau này nó thành cái tán nó đi ra luôn ha. Đó, chứ mình không có nên là cái đợt đầu này thì mình uống mình cắt nó luôn đi, tại vì mấy nhánh này lớn quá là mình cắt rồi thì mấy cái nhỏ mình cũng phải cắt luôn để cho nó đều nhau đi, sau khi nó
nó lên nó mạnh đi rồi bắt đầu mình uống cho nó định hình cho nó ngon lành cái mình thả rừng nó sao cũng được các bạn ha, không cần thiết thả rừng liền. Đó, rồi tiếp theo hút con sau này đi. Ở đây là mình hồi nãy nha, mình chia sẻ với bạn là mình lắp cái này lên cho nó lắp cái khoảng trống này. Cái cây này giờ nó bự quá à. Vô hai dây ha. Cái dây á thì mình nên cố định cái phần dưới này sao cho nó chắc. Bạn uống đừng có tiếc dây ha. Tiếc dây mà uống không chắc cái cây của mình á. Mình lắc là nó phải đi liền á. Thì mình vô cái cọng dây làm sao mà cho nó chắc. Nó cứng á, thì mình lắc nó mới đi các bạn. Mà mình lắc nó không đi á, mình cứ lắc tới lắc luôn hồi đó là nó hư cây hết. Nó sẽ chết nha các bạn. Nó sẽ chết chắn. Thành ra mình vô làm sao cho chắc cú. Mỗi lần mình lắc một cái là nó phải đi mới được ha. Đó, còn cách vô dây thì mình chia sẻ bằng quá trời nhiều rồi. Cho nó đều ha. Đây bạn. Mình lắc nè. Mình lắc làm sao mà cho nó vô trọng các bạn. Ha. Đó. Rồi mình lắc này lên. Thì bạn thấy sau này á. Cái cành này nè. Nó giống như cái phần thân các bạn. Ha. Giống như cái phần thân mà cái tử rồi đó. Rồi đầu mình mới tạo nhánh nó sao. Đó. Cái này ở đây. Thì nữa mình có thể mình tạo thêm tay nhánh nè. Thì cái nhánh này mình cũng cắt nó luôn. Đợt sau mình thả rừng các bạn. Đó. Ở đây đây. Ha. Bắt nó vô. Cái lượng nó lên vậy đó. Đó thì nó sẽ lấp được khoảng trống này. Ha. Thì tới đây đi, nữa nó mình cho nó ra một tán ở đây rồi mình uống cái tay này luôn cho nó dừng ngọn luôn mà không cho lên ngọn nữa ha. Thấp thấp tí nữa đi. Có bạn nói là uống cái cây khế nó chết. Thật ra nó là do mình các bạn. Cho mình uống. À, chứ không có cây khế vẫn uống được bình thường mà. Nhiều khi các bạn uống xong cái chưa cái cây nó chưa có mạnh đó. Nó đâm những cái nhánh ở dưới đây nè. Mình phải ra mình thường xuyên mình cắt tỉa này để cho cái này nó mạnh nó lên luôn. Thời gian mà nó chưa có mạnh mà các bạn không cắt nó đó là nó sẽ hư cái nhánh đúng không? Đó, như vậy đó. Thì bữa nay mình làm cái video này nó hơi dài tí. Đó. Để mình chia sẻ các bạn nó hơi kỹ xíu ha. Này cũng có nhiều bạn cũng nhắn tin nói mình hoài á. Đó thì cái này nè các bạn, mình cũng lắc vô nè. Ha. Xong mình lắc trở ra nè các bạn. Tạo tán nó đây. Ừ. Đó. Rồi cắt nó luôn cho mình một lượt luôn. Ừ. Rồi tiếp theo dưới là hai tán đó bạn. Lắc này qua đây, lắc này qua đó.
đây, cuối cùng chỉ còn cái ngọn các bạn. Mình lắc cái phần ngọn xeo cái nó là xong á. Rồi cắt cái đây luôn các bạn ha, rồi xong đó, nói chung là cái nhánh nào mình cũng cắt hết luôn á, không có chừa nhánh nào chứ ha, là cho nó lên một lượt luôn các bạn. Sau khi nó lên mình uống thêm một đợt nữa nên mình mới thay rừng đó, xong rồi đó, còn nhánh nữa nữa nhỏ quá lại uống sao đi. Rồi cuối cùng vậy là xong đó các bạn. Thì sau khi mình định hình thì các bạn thấy là nó không được đẹp đâu, xấu quá cả. Nhưng mà nó nằm ở trong cái ý tưởng của mình này. Ngày mai đó thì nó còn ra những cái tay cảnh xương nữa thì nó mới đẹp được các bạn. Thì xét về tổng thể thì bạn thấy từ đây ha, nó xéo lên đây. Đó, đỉnh nằm tới đây. Xong rồi đi xéo qua đây các bạn. Đó, ra tới này luôn. Ha, tới đây là cái ngọn đó là dừng nữa các bạn, không dài được nữa đâu. Ha, thì những cái chỗ đây nha, mình cho nó lên nó dày thêm. Nó dày thêm nó vậy đó, thì cái bộ xương nó ra là nó sẽ kín luôn ha. Còn cái phần này hồi nãy mình nói nè các bạn thấy không, nhìn cho đây nè, mình lắc nó qua nó vừa tạo một cái thân phụ của cái phần thân chính, mà lại nó vừa lắc cái đây để nó nổ, mình lấy nhánh đây đó mà vớt xuống đây thì nó sẽ lắp kín ở đây, đằng bên đây thì mình lắp qua các bạn nó sẽ kín, đằng kia mình làm hai cây tử nữa kìa, hai tử đó nữa mình có thể mình làm ba tay thôi bạn ha, hai tay một ngọn thôi là ba được rồi, hoặc là không có lên ngọn luôn, dừng ngọn luôn ha. Còn cành phong ở trong thì các bạn thấy là mình cũng chiết chi nó ra đó, toàn bộ lại là những cái cành phong của nó, mình làm cao thấp thưa nó ra các bạn. Trên đó thì hiện giờ nó đang tạm thời nó đang thiếu nè các bạn thấy không, hiện nãy mình nói với bạn là thiếu đây tay cành nè ha. Đó thì mình làm cái thẹo nè, tạo thẹo nữa nó đâm ra, còn ở chỗ này nãy nó bự quá mình cắt bỏ ra, nay mai nó đâm mình có thể uống cành nhỏ sao. Phần trên này dễ lắm bạn, nhanh lắm nè, như mấy chỗ đây nè mình có thể mình cho nó lên để nó lấp khoảng này nè, đó nó đầy chỗ đây nè bạn, toàn bộ đây là nó đầy hết luôn đó. Thì quan trọng là cái ở đây người ta cành nữa đó bạn, còn nhỏ nè ha, này nữa mình uống ra đây chút nó vô dây nhỏ uống cũng được, quan trọng là cái mà định hình này nè ha. Đầu tiên đó là mình cắt và đưa ra cái ý tưởng các bạn thấy không, nó quyết định cắt như thế nào rồi bữa nay định hình như thế nào nữa, thì cái đó mới là điều quan trọng ha. Thì vậy nó cũng tạm ổn các bạn ha, theo cái ý của mình ban đầu rồi. Thì để ngày mai đi, nó ra rồi mình sẽ làm clip tiếp, luôn chia sẻ bạn xem ha. Rồi mình xin dừng cái video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.